Bạn xin chào. Video này là một video rất là chi tiết. Tôi sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn cách thức lập kế hoạch kinh doanh để mở một quán cà phê. Và cách thức để lập kế hoạch kinh doanh, marketing để mở một quán cà phê. Thì hiện nay chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta làm ăn không được hoặc là chúng ta có một cái nhà thì thường chúng ta hay nghĩ đến là thì mở một cái quán cà phê. Rất nhiều người đã mở quán cà phê và sau đó thì thua lỗ. Chết dí chết dụi, nhưng mà cũng có rất nhiều người thì tay ngang mở quán cà phê thì lại thành công, và thậm chí thành công rực rỡ bởi vì họ đầu tư rất là đúng hướng. Thế cái video này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về cách thức để chúng ta lập một cái bản kế hoạch làm sao hết sức là chi tiết cụ thể và giảm được cái rủi ro. Vâng, nó khá là chi tiết nên là các anh chị các bạn có thể theo dõi và liên hệ để mà trao đổi với giảng viên. Tôi sẽ trình bày trên một cái sơ đồ mind map, sơ đồ tư duy gồm có các cái phần như sau. Đây ạ, kế hoạch mở quán cà phê. Tên tôi là Phan Anh. Hiện tôi là giảng viên đại học và là một chuyên gia về kinh doanh, tư vấn về kinh doanh và marketing, đặc biệt là digital marketing. Và tôi đã giảng dạy ở bậc đại học từ năm 2008 đến nay. Để mở một quán cà phê, chúng ta cần những cái yếu tố gì? Thì sau đây tôi sẽ trình bày với các bạn 7 cái chuyên đề, 7 cái mục. Và tôi làm rất là chi tiết theo mô hình marketing của Philip Kotler. Đầu tiên thì ta sẽ nói về địa điểm. Ta sẽ nói về địa điểm. Theo marketing đó là kênh phân phối đấy, chữ P thứ tư. Vâng. Ok. Thế thì cái câu chuyện ở đây là gì? Đối với một quán cà phê thì địa điểm vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng nha. Địa điểm vô cùng quan trọng. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ cần phải đi quan tâm đến cái vấn đề gì? Thứ nhất là chúng ta quan tâm đến là cái phân khúc của quán, cái định vị thương hiệu, cái phân khúc của quán. Chúng ta lựa chọn cái phân khúc sang trọng hay là tầm trung hay là tầm bình dân hay là giá rẻ, vân vân. Đấy. Và cái lựa chọn cái địa điểm này chúng ta cũng dựa trên cái vị trí hoặc là khu vực dân sinh. Thí dụ như là ở trong phố hay là ngoài phố, ở nội đô hay ở ngoại đô, hay là trong cái khu vực phố rất là sầm uất hay là khu vực phố vắng. Đó. Ở trên mặt phố hay là ở chung cư, vân vân. Nhóm khách hàng nào sẽ là nhóm khách hàng chủ đạo? Ví dụ như là chúng ta tập trung vào cái vấn đề về thu nhập, chẳng hạn là có tiền hay không có tiền, nhiều tiền hay ít tiền, đúng không? Cái nghề nghiệp, chúng ta phải có một cái khảo sát xung quanh cái vị trí mà chúng ta chuẩn bị mở, văn phòng hay công chức, viên chức hay sinh viên, hay là dân địa phương hay là khách du lịch, để từ đó ta có cái cách ứng xử cho nó phù hợp. Chúng ta lựa chọn cái mô hình địa điểm cho phù hợp. Tôi nhắc lại, địa điểm trong khi mà chúng ta mở F&B, đặc biệt là cà phê, là rất rất quan trọng, rất rất quan trọng. Nó chiếm đến khoảng 50% cái tỷ lệ thành công của quán. Đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ lựa chọn phong cách của quán. Lựa chọn phong cách của quán thì chúng ta sẽ cần nghiên cứu và đầu tư vào phong cách của quán phù hợp với tập quán của khách hàng, tập khách hàng mục tiêu, đúng không? Văn hóa của bản địa hay sự tiện lợi trong chuyển đổi công năng, vân vân. Đấy, thí dụ như chúng ta thấy là cái quán cà phê cộng, đúng không? Nó cũng mang một cái phong cách là hồi tưởng cái thời kỳ thập niên 80-90, cái lúc mà nước chúng ta còn nghèo. Đấy, mọi thứ nó những cái bàn, cái ghế, những cái đồ dùng vật dụng nó dành cho cái thế hệ 8X, 7X, người ta mới thích cái đó. Thì nó là một cái cách người ta hồi tưởng rất là hay. Thế hoặc là Highland thì phong cách nó hiện đại, đúng không? Hay là Starbucks thì phong cách của nó rất là Âu, rất là phương Tây. Hoặc là ở trong Sài Gòn nó có một cái quán cà phê rất nổi tiếng mới đóng cửa do thua lỗ, đấy là cái quán cà phê Tứ Phủ. Thì phong cách kiểu thờ chùa chiền cúng bái, trông nó có một cái gì đấy nó hơi mang tính chất tâm linh. Thế thì nó không phù hợp với đại đa số khách hàng. Cho nên là cái chi phí nó lớn quá, chi phí đầu tư rất lớn và chi phí vận hành cũng rất là lớn, cho nên là nó đã bị thua lỗ. Thế còn cái phong cách thì có đẹp không? Phong cách rất là đẹp, nhưng mà
chúng ta lựa chọn cái phong cách nào nó phải phù hợp với tập khách hàng mục tiêu, phù hợp với đại đa số. Đấy, chứ còn vào mà quá nhiều ý kiến thì người nào cũng khen, người nào cũng chê, người nào cũng có ý kiến thì chắc chắn là phong cách thì có vấn đề. Mà đại đa số đều phải khen, đều phải cảm thấy là hợp lý, người ta hài lòng, thì có lẽ đấy là cái phương pháp tốt nhất. Và chúng ta cũng có những cái thuê những cái đơn vị thiết kế thi công chuyên nghiệp và am hiểu về công năng sử dụng và tiết kiệm chi phí đầu tư cho quán. Hãy nhớ rằng là chọn những cái đơn vị thi công họ chuyên về ngành F&B, về setup quán. Nếu không ấy, nếu mà một cái công ty nội thất thông thường thì họ có thể sẽ có những cái điểm họ không khai thác được hết tối ưu công năng, và họ đưa ra những cái thiết kế có thể không hợp lý và chúng ta phải sửa chữa nhiều lần, chúng ta phải tốn tiền. Đấy là tôi khuyên như vậy thôi, đúng không ạ? Thông thường thì các anh kiến trúc sư hoặc là các đơn vị thiết kế nội thất thì người ta cũng có những kinh nghiệm nhất định, nhưng mà đừng có chọn những đơn vị mà không có kinh nghiệm về ngành F&B, ngành cà phê khi thiết kế, khi thi công, mà phải chọn những đơn vị đó. Đó, đúng không ạ? Chúng ta cũng phải dựa trên cái địa điểm thuê được, không gian của nó như thế nào, 2 tầng hay 3 tầng. Đấy, văn hóa của địa phương, để khai thác các yếu tố văn hóa của địa phương vào trong cái quán cà phê của mình, đúng không? Ví dụ như Starbucks đến Việt Nam nhưng mà họ lại đưa những cái hình ảnh, những cái chất liệu của địa phương vào, như gạch, như gỗ, như đá, hay là cái hình cây tre, hay là những cái biểu tượng của địa phương, sử dụng cái văn hóa địa phương, chất liệu của địa phương để khai thác cái phong cách quán cũng rất là hay. Đấy, và tạo ra cái sự khác biệt của quán, và từ đó nghiên cứu thị trường để tạo ra sự khác biệt cho cái quán của mình. Và trong một cái quán có không gian rộng thì chúng ta nên có nhiều cái bối cảnh không gian khác nhau, thay vì là chỉ có một kiểu bàn, một kiểu ghế cho tất cả các vị trí. Mà bây giờ thì khách hàng họ thích nhiều sự lựa chọn, cho nên là có thể chỗ này là một cái phong cách, một cái bàn dài, chỗ kia lại một cái bàn tròn, chỗ này là một cái bàn vuông, có nhiều kiểu bàn, nhiều kiểu ghế để tạo ra cái sự đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng, cũng rất là hay. Hoặc là chúng ta sẽ kết hợp với những cái loại nội thất cao cấp, những cái loại nội thất mới, kết hợp với đèn LED, kết hợp với những cái công nghệ trong cái bàn làm việc hay cái bàn cà phê. Bàn cà phê nó không đơn thuần chỉ là cái bàn gỗ đóng như này nữa, mà nó có thể là có bàn LED, rồi nó có thể là có những cái bàn kết hợp với gương, với kính, với âm thanh ánh sáng rất là hay. Thì chúng ta có thể cân nhắc trên thị trường nội thất là có những cái loại như vậy. Tất nhiên là nó sẽ đầu tư, nó sẽ tốn một chút, rồi nó cũng hay sửa chữa, hay hỏng hóc, vân vân. Và về phong cách quán thì chúng ta cũng nên cập nhật, thay đổi, chỉnh sửa. Thí dụ như 3 tháng thì chúng ta sẽ sửa lặt vặt, 6 tháng thì sửa chữa cơ bản, và 12 tháng thì có thể đại tu thay thế, để thay đổi không gian, bàn ghế, sơn sửa mới liên tục, tạo cho khách hàng một cái cảm giác nó vào lúc nào cũng thấy mới, có mùi sơn rất là thích. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ có khi vài năm chúng ta không sửa chữa thì vào cái quán trông cái tường nó mốc meo, nó rêu mốc, nó ẩm thấp, nó khiến cho khách hàng cảm thấy rất là cũ, người ta không thích. Xu hướng bây giờ người ta có mới nới cũ nhiều, và các quán cà phê mở ra đóng vào, mở ra đóng vào cũng rất nhiều. Đấy. Tiếp tục về địa điểm thì chúng ta cũng cần phải căn cứ vào khả năng đầu tư của chủ quán. Ví dụ như là thuê mặt bằng lớn hay nhỏ, đầu tư cao cấp hay không, thì phụ thuộc vào số tiền chúng ta đầu tư. Có những quán cà phê họ phải đầu tư khoảng 3 tỷ, 5 tỷ là chuyện bình thường, là chuyện bình thường, chứ không hề rẻ, thậm chí chục tỷ cũng có. Thế còn cũng có quán cà phê thì họ khi chỉ tận dụng cái tầng 1 của gia đình, xong rồi làm mấy bộ bàn ghế sắt, mây, xong rồi làm cái bàn chắc đầu tư khoảng 20 triệu cũng xong, cũng gọi là một quán cà phê. Treo biển Mai Cà Phê, An Cà Phê, Trinh Cà Phê, Phan Anh Cà Phê, ABC đấy. Nhưng mà những cái quán kiểu như vậy thì bây giờ cũng không tồn tại được. Tại vì những cái quán hiện nay nó rất là đẹp, nó rất là đa dạng, nó rất là hiện đại, bắt mắt, rồi thì bắt trend rất là tốt. Đấy. Rồi, chúng ta quan tâm đến diện tích mặt bằng, đúng không? Diện tích mặt bằng quá lớn thì cái điểm hòa vốn nó cao, diện tích mặt bằng quá bé thì có thể là không có lãi, hoặc là hòa lãi một chút,
bởi vì nó không có lượng khách. Đấy, mặt bằng một tầng hay hai tầng hay ba tầng hay nhiều hơn. Đấy, mặt bằng cũng quan tâm là của mình hay đi thuê, bởi vì của mình thì mình có thể yên tâm đầu tư mạnh tay, còn đi thuê thì chúng ta cũng phải cân nhắc rất kỹ. Tất nhiên phần lớn là chúng ta đi thuê thôi, nhưng mà đi thuê thì chi phí mặt bằng nó sẽ phải gánh này, để chi phí đầu tư vào sau mình cũng không lấy ra được, cho nên bắt buộc chúng ta phải khấu hao được hoặc phải kinh doanh có lợi nhuận, nếu không là chúng ta lỗ. Nếu mà chúng ta có mặt bằng tốt, chúng ta đầu tư mạnh tay, chúng ta làm kết hợp với những cái concept thiết kế tuyệt vời, đa dạng, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ tạo ra được cái lượng khách hàng rất là lớn. Với cái diện tích mặt bằng như vậy, chúng ta cũng cần lên cái tính toán sơ bộ ban đầu là dự kiến là chúng ta có thể được bao nhiêu bàn, bao nhiêu ghế, bao nhiêu khách trong cùng một thời điểm. Như vậy để chúng ta có thể ước tính rằng là có thể đạt điểm hòa vốn hay không, có được có lợi nhuận hay không, thì chúng ta nhìn vào cái mặt bằng, cái chi phí thuê mặt bằng là chúng ta biết. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái vấn đề về tài chính, cái đó sau nhé. Điểm khác biệt và lợi thế của mặt bằng là gì? Thí dụ như là có gần hồ hay không, có gần hồ ao, hồ sen, rồi thì có ở chỗ chung cư, có nguồn khách hàng tại chỗ, hay là căn biệt thự cổ, hay là trong một cái khu rất là sầm uất, đúng không? Hay là trung tâm, hay là khu đô thị mới, thì chúng ta phải trả lời để từ đó chúng ta có cái lựa chọn. Đấy, vị trí của mặt bằng cần phải nghiên cứu rất là kỹ, đắn đo, suy xét rồi tính toán, đứng đến đo đếm lượng người xe cộ qua lại, cách thức thói quen của người ta nhé. Cái người cho thuê nhà thì bao giờ người ta chả nói ở đây tốt lắm, cái người nhượng quán bao giờ người ta chả nói tốt lắm. Thế nhưng mà phải đến phải biết. Trước đây thì tôi cũng đã tư vấn cho những cái quán người ta nhượng rồi. Đấy, tôi phải làm cho đông khách lên xong đó tôi mới nhượng. Đấy, thì nhiều khi mà chúng ta vào chúng ta không để ý, không đo đếm là chúng ta sẽ bị lừa. Đấy, là ôm một cái quán kém, không có khách, đúng không? Rồi thì bây giờ thì chúng ta cần phải quan tâm đến chỗ để xe máy, ô tô có rộng rãi hay không, đặc biệt là ở khu vực thành thị như Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, đúng không? Quán cà phê mà không có chỗ đỗ ô tô thì bây giờ cũng rất là bức xúc. Đấy, vì bây giờ lượng ô tô rất nhiều, nên là nếu không có là một cái bất lợi thế rất lớn. Và nếu mà quán mà không có chỗ đỗ hoặc không có chỗ đỗ nhờ thì hoặc là phải trả phí thì rất là khó khăn cho khách, và dần dần sẽ mất khách, hoặc là những khách không chất lượng. Tất nhiên là tùy, đúng không? Ví dụ trong chung cư thì nó có đỗ của chung cư rồi thì không sợ. Đấy, hoặc là ở bên ngoài mình có thể là đỗ nhờ, đỗ trả phí. Đấy, phải cân nhắc, nói chung là phải cân nhắc. Đấy, quán của chúng ta thì định tự mở hay là chúng ta nhận nhượng quyền. Thí dụ như chúng ta nhận nhượng quyền của Starbucks Coffee hay là của Phúc Long hay là của Highland. Highland là điển hình nhất. Đấy, hay là Cộng, đúng không? Đấy, những cái quán cà phê nhận nhượng quyền thì nếu mà tự mở thì nó có cái rủi ro riêng của tự mở, nhưng mà nó không mất tiền nhượng quyền. Thế còn nhận nhượng thì nó có nhiều ưu điểm, bởi vì là công thức, quy trình, thương hiệu thì nó cung cấp cho mình hết. Đấy, thế nhưng mà nhược điểm là chúng ta phải trả phí nhượng quyền cũng khá cao. Như tôi được biết là Highland hoặc là AHA họ cũng nhượng quyền, cái phí nhượng quyền cũng đâu đó khoảng 700-800 triệu cho một quán. Có thể lên xuống tùy từng thời điểm nhé. Tôi con số nó không chính xác, nên là các bạn đừng có bảo ôi thầy không biết, thầy cứ nói liên thiên. Trước đây học trò của tôi mở một cái quán cà phê ở trên phố cổ, hai mặt tiền phố cổ, thuê mặt bằng là 120 triệu một mét. 120 triệu một mặt bằng 2 tầng ở ngã tư phố Quán Sứ với lại phố Lý Thường Kiệt. Đấy, thì làm nhượng quyền của AHA thì bạn nói là phí nhượng quyền là khoảng 800 thầy ạ. Đấy, 800, nhưng mà đó là của 4-5 năm trước rồi. Bây giờ thì thời giá kinh tế nó khó khăn, có thể nó giảm, làm ăn được có thể nó tăng. Đấy, hoặc là diện tích quán nhỏ quán lớn khác nhau nhá. Thì chúng ta sẽ phải trả một cái khoản phí đấy. Khoản phí này cộng với lại các khoản đầu tư khác nữa. Thế thì nếu mà chúng ta tự mở thì chúng ta cũng có thể là có khả năng phát triển thêm các cái điểm nhượng quyền của chính mình. Hoặc là chúng ta mà làm nhượng thì chúng ta cũng có thể là lại nhận thêm một vài điểm nữa.
Mỗi một cái đều có ưu và nhược điểm riêng, chứ không phải là cứ nhượng thì mới thành công, hay là cứ mở để mới ăn giày, đúng không? Tiếp tục là chúng ta sẽ phải lựa chọn thương hiệu cho quán. Thì thương hiệu thì bao giờ nó cũng phải có tên, đúng không? Có nhận diện, màu sắc, logo, phong cách, đường nét đặc trưng, và đương nhiên là nó phải ăn nhập với phong cách thiết kế. Nó phải ăn nhập với phong cách thiết kế, đúng không? Thí dụ như Starbucks thì nó có hình logo là cô gái, rồi thì Highland thì có hình ngọn núi, ví dụ thế, đấy gọi là cái logo, cái biểu tượng. Rồi rất nhiều các cái hãng cà phê khác nữa, rồi cà phê Trung Nguyên, e-coffee, rồi cà phê hãng này hãng kia, rất nhiều. Thế chúng ta có một cái tên gọi. Tên gọi thì chúng ta có thể chọn là tên viết tắt của vợ chồng, con cái, hoặc là nickname, hoặc là một cái tên nào đấy mà mình cảm thấy phù hợp, ấn tượng và phù hợp với phong cách và định vị của thương hiệu, định hướng dài hạn, vì có thể sau này chúng ta sẽ làm nhượng quyền hoặc là mở chuỗi đấy, hoặc là dễ dàng đăng ký sở hữu trí tuệ nhé. Nếu mà với cái tên nào mà không đăng ký sở hữu trí tuệ được thì chúng ta cần phải cân nhắc đấy. Thí dụ như tôi đang mặc cái áo Adidas, đúng không, các bạn nhìn thấy. Thế thì cái Adidas này cũng là tên của người thôi. Tên của ông này là viết tắt của hai chữ. Viết tắt của hai chữ tên và họ của ông ấy là Azi và Das. Ghép hai người lại, hai cái tên lại. Thế thì ở đây ví dụ như là bà chủ quán tên là Minh Thúy, thì mình có thể đặt tên là Min Coffee, nghe rất là Tây mà cũng rất là gần với bà chủ, đúng không? Hay là Minh Thúy thì là Mita. Hay là Thái Linh thì Lita, hay là Maika đều được, đúng không? Những cái tên đấy thì nói chung là chúng ta chọn rất là dễ. Hoặc là một cái tên thuần Việt như là cộng cà phê thì nó tạo ra một cái cảm giác là cái gì đó nó mang cái thời ngày xưa. Cộng ở đây trong cái nghĩa là cộng sản, là Việt cộng, để nói về một cái thời kỳ ngày xưa, lấy một cái cảm hứng từ những thập niên 70, 80, 90 cũng rất là hay. Ok, rồi tiếp tục là chúng ta sẽ thiết kế đồng phục, cốc chén, rồi thì bàn ghế, tranh ảnh mang tính nhận diện thương hiệu, cộng với lại mang bản sắc của thương hiệu, cộng với lại chất liệu của dân gian, chất liệu của địa phương. Giống như là Starbucks đến Việt Nam thì họ nghiên cứu là phải đưa tre, đưa nứa, đưa sành, đưa sứ vào trong cái quán. Rồi cái bàn, cái ghế nó cũng khác, nó không phải là cái ghế sofa, nó không phải là cái ghế giống như là ở bên Mỹ nữa. Đấy. Bởi vì ở bên Mỹ thì thời tiết nó khác, thói quen ngồi nội thất nó khác. Rồi chúng ta có thể kể những cái câu chuyện liên quan đến quán dựa trên cái văn hóa bản địa. Dựa trên cái văn hóa bản địa rất là quan trọng. Đấy là cái phần mà chúng ta có thể đặt đề bài cho kiến trúc sư để người ta làm. Hoặc là những cái sự đặc biệt của quán, ví dụ quán có cây cổ thụ, rồi thì có cây hoa, rồi thì có cá koi, rồi có chim, có thú, có mèo, vân vân. Đấy là những cái sự khác biệt. Mình có thể tạo ra quán cà phê mèo, quán cà phê phim, quán cà phê để chơi chim, chơi động vật cũng rất là hay. Vâng, rất là hay. Ok, và chúng ta cần phải tính toán kỹ cái chi phí thuê mặt bằng, sửa chữa và đầu tư cho mặt bằng. Đấy là cái phần thứ nhất, là tôi nói về địa điểm, mặt bằng. Và cái theo marketing đó là chữ P của kênh phân phối. Tiếp theo, đấy là ta nói về sản phẩm. Đấy. Thì trong marketing đó là chữ P thứ nhất là sản phẩm. Sản phẩm ở đây chính là đồ uống và dịch vụ của quán. Thế thì chúng ta có thể nhìn thấy là ở đây là menu của quán, đồ uống, đồ ăn. Rồi, thế thì chúng ta chiến lược là menu của quán thì nên đơn giản thôi, gọn nhẹ và tập trung vào những cái loại đồ uống chủ đạo, phổ biến. Không nên dàn trải quá nhiều, bởi vì khi dàn trải thì chúng ta phải tích trữ nhiều nguyên liệu, phải tích trữ nhiều nguyên liệu. Đấy. Và ngày nay khách hàng thì họ có xu hướng là họ rất là kỹ tính trong việc ăn uống. Họ quan tâm đến sức khỏe, họ sợ béo, họ sợ đường, kiểu kiểu như thế. Thì những cái đấy chúng ta cần phải để ý.
Và menu thì chỉ nên cập nhật theo mùa, đặc biệt ở miền Bắc thì nó có 4 mùa. Thí dụ như nào, vào mùa đông thì chúng ta nên có nhiều đồ uống ấm nóng hơn. Đấy, tôi nói thí dụ như vậy. Mùa hè thì chúng ta sẽ chọn nhiều cái đồ uống mát lạnh. Vâng. Ok. Việc lựa chọn menu sẽ quyết định đến việc là chúng ta sẽ mua những cái loại máy móc gì để pha chế và đầu tư. Đấy, chúng ta đầu tư nhiều máy móc thì sẽ tốn nhiều tiền, nhưng mà chúng ta lại không phụ thuộc vào nhân viên và chất lượng của nó rất là đồng đều. Ví dụ như ngày nay xu hướng mọi người có vẻ thích uống cà phê máy nhiều hơn là cà phê pha phin, bởi vì cái chất liệu, cái chất lượng, cái mùi thơm của cà phê máy nó rất là tốt, rồi pha nó rất là đồng đều. Rồi khi có chuỗi cửa hàng rồi thì có thể có thiết lập trung tâm pha chế và chuẩn bị sẵn nguyên liệu để đi giao cho các cửa hàng. Ví dụ như cà phê họ sẽ đóng vào cái can 20 lít họ đi giao. Thế là đến khách gọi cà phê phát là nếu cà phê nóng thì họ sẽ cho vào, họ quay tinh cái lò vi sóng, thế là mang ra họ đổ đá là xong. Thế còn cà phê đá thì họ đổ thẳng vào, cà phê sữa thì họ cho thêm sữa đặc vào, thế là xong. Kiểu như nó sẽ có những cái trung tâm pha chế để nó đem đi giao, để như vậy để giảm cái chi phí và vận hành nó sẽ mượt mà, chất lượng thì ổn định và kiểm soát tốt. Menu thì nên được thiết kế đẹp, bắt mắt, dễ nhìn. Và các loại đồ uống thì chia thành các khu vực riêng biệt. Ví dụ như là cà phê riêng, trà riêng, nước ép riêng, sinh tố riêng, chia nó ra. Có thể phân biệt bằng màu, phân biệt bằng hình ảnh, vân vân. Và menu thì nên ngắn gọn thôi, khoảng 2 đến 4 trang là đẹp. Đấy, lật ra. Bây giờ mà lật cả quyển mãi không thấy thì là cái đấy là mốt ngày xưa rồi và không hiệu quả. Đấy. Như vậy là đồ uống mình cũng chuẩn bị nó ít nguyên liệu và tập trung pha chế nó cũng sẽ nhanh, và pha nhiều thì nó sẽ ngon, nó sẽ rẻ. Tất nhiên đấy là gợi ý của tôi, được anh có 10 trang cũng được, không sao cả. Thế nhưng 10 trang anh chị thấy là khách lật này rất là lâu. Đấy, và nó chọn lâu rồi mình phải chuẩn bị nhiều đồ mà thực ra vẫn thế thôi. Thế thì mình có 4 trang, đấy, 2 tờ 4 trang hoặc là một tờ gấp đôi vào nữa thì thành 8 trang, quá nhiều rồi. Chia nó ra, được chưa? Menu thì chúng ta có thể thiết kế hoặc là thuê hoặc là tự làm. Đấy, đẹp một chút nhé, ngăn nắp, chuyên nghiệp một chút, và đặc biệt là phải nhận diện thương hiệu. Menu thì cũng cần tính đến cái thời gian pha chế, công thức pha chế, quy trình phục vụ, cách thức bảo quản nguyên liệu, chi phí pha chế hay còn gọi là cái giá cốt ấy. Và chúng ta khống chế cái mức giá cốt trung bình khoảng 20-30% mỗi loại cho đồ uống là đẹp. Tối đa nhé, tối đa lên khoảng 40% cốt, tức là chi phí. Ví dụ như là mình bán một cốc nước ép xoài đi, hay là nước ép ổi đi, đúng không? Mình bán 40.000, thế thì cái cốt của nó là 25%, tức là chỉ có 10.000 thôi. Là gì? Nó có quả ổi ấy, ép ra cái xong rồi hòa thêm tí nước đường vào, xong bắt đầu là cho tí đá, xong rất nhanh, rẻ. Như vậy cốt nó là 20-25-30 là như vậy. Đặt tên món cho nó hay ho một chút, định giá món, cách thức đồ ăn, đồ uống phù hợp với phong cách và định vị của quán. Và trong quán thì nên có thêm đồ ăn kèm, đồ ăn nhẹ, ví dụ như bánh mì, bánh ngọt, snack, rồi thì khô bò, khô gà, rồi thì đậu phộng, hạt hướng dương, hạt điều, vân vân. Để làm gì? Để mình tăng thêm doanh thu và giữ chân khách. Ví dụ khách người ta ngồi, người ta cắn hết mấy đĩa hướng dương, bán thêm hạt bí, rồi thì hạt điều, rồi các loại hạt đắt tiền, đúng không? Chúng ta có thể bán thêm cà phê bột, bán thêm cà phê mang về. Xin lỗi. Rồi, menu của chúng ta thì cũng cần phải trang trí bắt mắt, món ăn cũng phải bắt mắt, đẹp, màu sắc, đúng không? Một cái cốc đồ uống bây giờ nó cũng phải xanh đỏ tím vàng, rất nhiều cái màu đẹp và ngon miệng, an toàn cho sức khỏe, và healthy, đúng không? Nghĩ đến yếu tố sức khỏe.
Thí dụ như là đường, chúng ta sử dụng đường cỏ ngọt, các cái màu, màu xanh thì chúng ta lấy từ các loại hoa, màu tím thì chúng ta ép từ củ dền, kiểu kiểu như thế. Thì tôi hay uống nước ép thì tôi biết đấy. Chọn những cái màu sắc ép từ thiên nhiên. Rồi, tiếp theo là phần dịch vụ 2.2. Vừa rồi là menu, đồ ăn, đồ uống. Thì bây giờ các dịch vụ thì những cái gì? Ví dụ như là dịch vụ phục vụ trong quán cà phê, như là quy trình chào hỏi, gọi món, đón khách như thế nào, phải nhanh, phải thân thiện, phải lời sởi. Pha chế đồ uống thì phải pha chế nhanh, đúng không? Pha ngon, phục vụ nhanh và thu tiền tại chỗ. Hiện nay thì hầu như các quán cà phê đều thực hiện thu tiền tại chỗ để tránh thất thoát và giảm cái chi phí. Họ thường bắt khách hàng là thanh toán ngay. Đấy. Cái chỗ gửi xe thì cũng phải sạch sẽ gọn gàng, có người sắp xếp trông xe cho. Nếu mà được thì gửi xe miễn phí, hoặc là nếu mà trả phí thì cũng phải gửi thông báo cho người ta biết, không sao, là người ta rất là bực mình. Âm nhạc của quán thì cũng chọn một cái list nhạc phù hợp cho nhiều người, cũng thay đổi theo sáng trưa chiều tối, theo từ thứ hai đến chủ nhật. Rồi thì cũng xem từng cái đối tượng khách, vân vân. Và vặn to vặn nhỏ phù hợp một chút nha. Có lúc buổi sáng thì cần nhẹ nhàng thôi, có lúc buổi chiều thì cần nó lãng mạn một chút. Đấy. Thì chúng ta cần chú ý những việc nhỏ nhỏ đấy. Chúng ta lên mạng, chúng ta tìm những cái playlist nó phù hợp. Rồi thì quán xá thì cũng là phải sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng, thơm tho, không có mùi, lau chùi hàng ngày. Bàn ghế, cốc chén phải luôn luôn sạch sẽ nhé, sẵn sàng phục vụ khách hàng. Khu vực pha chế thì cũng phải ngăn nắp, khô ráo, gọn gàng để thuận tiện, rồi để khách người ta nhìn vào người ta yên tâm. Chứ còn nhìn cái quán trông lụp sụp, bẩn thỉu, người ta không yên tâm đâu. Có cả thanh toán chuyển khoản để cho khách hàng thuận tiện. Đặc biệt là chúng ta phải thiết kế một số những cái chỗ check-in đẹp. Ví dụ như cái mảng tường như này này, mình có thể kết hoa, mình có thể làm trang trí decor. Thí dụ như trước đây nhé, trước đây tôi tư vấn cho một cái chị học viên mở một cái quán cà phê mang phong cách của Hội An. Và tôi tư vấn toàn bộ từ đầu đến cuối. Quán ấy rất là thành công, rất là thành công ở Bắc Giang. Các bạn có thể lên Facebook, các bạn tìm cái quán cà phê là Cà Phê Phố Hội. Phố Hội, tại sao lại gọi là Phố Hội? Bởi vì là tôi gọi nó là đông như phố và vui như hội. Hội ở đây là Hội An. Thế thì cái quán của chị rất là rộng, thì phong cách thiết kế là sẽ là như là Hội An, sơn màu vàng, rồi đèn lồng. Đấy, rồi thì các cái trang trí rất là nhiều, những cái trang trí nhỏ nhỏ, những cái mảng tường rêu phong, những mảng tường đục vỡ. Đấy, rồi những cái chất liệu che nứa, cây cối rất nhiều, rất nhiều những cái đề co nhỏ nhỏ rất đẹp. Rồi thì xích lô, rồi thì những cái đồ dùng tiện vật dụng cũng đưa về để sắp xếp, nó rất là lạ, rất là đẹp mắt. Thế rồi trong quán thì cũng có những cho thuê những bộ trang phục áo dài chụp ảnh miễn phí để tạo ra những cái góc chụp, để tạo ra những cái sự chiêu chiêu cho khách hàng. Đấy. Và cái quán ấy rất là đông. Đấy. Logo thì cũng thiết kế hình cái đèn lồng. Đấy. Cà Phê Phố Hội, đông như phố và vui như hội. Quán ấy rất là đông và thành công. Nhưng đó là cái câu chuyện của ngày xưa. Cách đây khoảng 5 năm, 6 năm về trước, khi mà tôi có tư vấn toàn bộ, nhé. Từ tên gọi, phong cách quán, thiết kế quán. Thế còn menu đồ uống thì chị tự đi học, chị làm. Đồ uống rất là ngon. Đi học thì bây giờ cũng dễ thôi. Các đơn vị họ dạy pha chế thì học vài tháng là biết làm, 2-3 tháng là biết làm thôi. Tất nhiên cũng vất vả. Cũng phải cắt, phải gọt, phải xay, phải ép, phải pha, phải chế, vân vân. Rồi, ổ cắm, rồi các dịch vụ sạc pin máy tính, sạc pin điện thoại, wifi sẵn sàng. Bởi vì ngày nay thì người ta đến, người ta lướt điện thoại rất nhiều, đúng không? Lướt điều hòa mát mẻ, quạt gió mát mẻ,
Đấy, ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè. Lắp camera quản lý nhân viên, quản lý an ninh, rồi quản lý khách hàng, xử lý các sự cố khi cần. Đấy, rồi thì quan trọng là tạo ra trải nghiệm khách hàng. Thế thì ví dụ như chúng ta phải tạo ra trải nghiệm khách hàng là gì? Là đây là quán cà phê, là đồ uống ngon, giá hợp lý, nhân viên thì rất là nhanh nhẹn, vui vẻ, thân thiện, luôn luôn thể hiện cái nụ cười ở trên khuôn mặt với khách hàng. Đấy, và rất là sôi động, rất là sạch sẽ, chỗ đấy ngồi bàn bạc công việc hoặc là enjoy cái moment cũng rất là tốt, đúng không? Đấy, đồ ăn thì phải ngon, đồ uống thì phải ngon, hợp khẩu vị. Đấy, và sẵn sàng đổi lại đồ uống khi mà mình làm sai hoặc làm không ngon cho khách hàng. Đấy, nếu mà có nhân viên bảo vệ thì cũng cần phải đào tạo làm sao mà dắt xe cho khách, hướng dẫn khách hàng một cách tận tình, che mưa che nắng cho khách hàng, che mưa che nắng cho xe của khách hàng. Đó, đấy là các dịch vụ. Rồi, phần thứ ba là về giá. Đấy, chiến lược về giá cho menu của quán. Đấy, trong marketing nó chính là P2, giá bán. Thế thì giá bán ở đây là phải trước hết là phù hợp với tập khách hàng mục tiêu và phù hợp với định vị phân khúc của quán, phù hợp với mức đầu tư của quán, được chưa? Và các nhiều cái yếu tố khác có liên quan. Thí dụ như chúng ta thấy là cà phê Starbucks Coffee thì có một cái mức khá là cao. Tôi thường uống ở đấy thì mức khoảng độ 80 đến 100 nghìn một đồ uống, có thể lên tới 120. Đồ ăn cũng như vậy, đồ ăn cũng rất là đắt, mấy chục ngàn đến cả 100 ngàn. Đấy, thì họ định vị phân khúc cao mà, họ định vị phân khúc cao mà. Thế còn Highland thì nó khoảng độ 30, 40, 50. Đấy, cái chè sen vàng của nó bán chạy ly nhỏ 34, 39 nghìn, cái kiểu kiểu đó. Nó khoảng 4, 50 thì cũng rất là hợp lý. Đấy, trong khi đó là một số cái quán khác tôi vào thì nó khoảng dao động khoảng 50 đến 60 nghìn. Thì các bạn nên thiết kế một cái menu có giá như vậy nhé. Có giá điểm rơi nó dao động khoảng tầm cứ từ 30.000 trở lên đến 100.000 một món đồ uống đổ lại. Đấy, thường thường nó sẽ rơi vào 30 đến 50.000 là người ta chấp nhận được. Đấy, ly cà phê ở ngoài này cũng bây giờ cũng lấy khoảng 25.000, 29.000. Ít chỗ nào lấy 20.000, trong Sài Gòn thì tôi thấy người ta còn lấy 20.000, 15.000, như Hà Nội thì phải 20, 25, 30. Hoặc là Bạc Sỉ có khi phải 40. Đấy, những quán đẹp. Thì cái định vị đấy là nó liên quan đến cái việc mình đầu tư quán như thế nào. Đấy, mức giá hợp lý là khoảng từ 30 đến 60k cho một đồ uống. Đấy, giá cốt thì chiếm khoảng từ 20 đến 30%, và tối đa thì khoảng lên đến 40%, đấy là tối đa. Đấy, và mua nguyên liệu đầu vào thì chúng ta cũng nên mua nguyên liệu tốt, chúng ta đừng tham rẻ mua những cái nguyên liệu không tốt, không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây gây nghiệp, và nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì thậm chí là chúng ta còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cơ. Và giá bán thì có thể thay đổi theo quý, hai quý một lần, có thể tăng giá lên, hoặc là những cái dịp đặc biệt, ví dụ như giá xăng dầu tăng, giá thuê nhà tăng. Nhưng chúng ta cũng điều chỉnh tăng lên khoảng 5.000, 10.000 thôi, đừng tăng quá nhiều. Đấy, bởi vì nó tăng nhiều nó sẽ bị sốc, người ta cảm thấy đắt. Thí dụ như là trong Highland trước đây tôi thường uống một chai nước lọc không lạnh với giá 10.000, nhưng bây giờ nó cũng tăng lên 15.000 rồi, bởi vì là họ không khuyến khích chúng ta uống nước lọc. Rồi, bởi vì như vậy họ không được lãi mấy. Nước lọc họ mua vào nó rơi vào khoảng độ 3.000 rưỡi 4.000 một chai, mua buôn đúng không? Thế mà khi đó họ chỉ bán 10.000 thì họ chỉ lãi được có 6 đến 7.000 thôi. Rồi, mà họ bán 15.000 thì họ cũng chỉ lãi được có hơn 10.000 thôi. Thì như vậy khá là thiệt hại cho họ. Trong khi đó nếu mà họ uống một ly trà 50.000 thì họ đã lãi được khoảng 40.000. Ví dụ như vậy, hoặc là chưa đến 40.000. Tùy vào cái cốt họ làm. Giá bán thì chúng ta in công khai tại menu và tại quầy pha chế để cho khách hàng
người ta thanh toán hoặc thu ngân thuận tiện. Đấy. Và cái giá bán đắt hay rẻ thì cũng sẽ phụ thuộc vào việc là chúng ta đầu tư mua máy móc gì. Chúng ta làm nhiều máy xịn, máy cao cấp thì chúng ta giá nó phải đắt thôi. Đấy. Còn đâu chúng ta pha chế bằng tay nhiều thì nó sẽ giá nó sẽ rẻ hơn, nhưng chúng ta mất mất công, năng suất nó không hiệu quả. Đấy. Ngày nay thì chúng ta thường mua máy pha cà phê, máy ép nhanh, máy ép chậm. Rồi thì máy xay các thứ, đấy là những cái vật dụng cơ bản dành cho việc mà chúng ta làm quán cà phê. Vâng. Tiếp tục. Đấy. Rồi chúng ta cũng phải tìm những cái nhà cung cấp nguyên liệu cho mình để làm sao mà chúng ta cũng mua được giá tốt, thì chúng ta sẽ giảm được giá thành hoặc là tăng được lợi nhuận lên. Đấy. Ví dụ như những cái hạng mục chúng ta cần mua sắm đây. Ví dụ như là máy pha cà phê, máy xay, máy sinh tố, máy ép hoa quả, máy xay đá, máy lọc nước, máy đánh trứng, lò vi sóng, dụng cụ pha chế, rồi thì phụ vật dụng phụ vân vân. Các cái nhóm phục vụ như cốc, đĩa, chén, khay vân vân. Dụng cụ rửa, sửa chữa, khăn lau vân vân. Đấy, rồi thì tủ trưng bày đèn led, rồi thì, nhóm vật dụng dành cho nhân viên, đồng phục tạp dề bằng tên, két đựng tiền, máy order, máy quẹt thẻ vân vân. Rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải mua thì chúng ta nó liên quan đến cái menu để chúng ta đầu tư làm sao mà nó đầu tư rẻ thì sẽ mua ít, đầu tư nhiều thì sẽ phải mua nhiều, thì lúc đó phải bán menu đắt lên, đúng không? Mua sắm. Rồi. Và kinh nghiệm của tôi là khi mua sắm thì các anh chị nên nhớ là chúng ta nên mua các cái máy cũ hoặc là máy thanh lý, vật dụng thanh lý còn tốt có thể sử dụng được. Đấy, những cái bàn, cái ghế, cái máy móc chúng ta hoàn toàn để mua thanh lý để tiết kiệm chi phí và để giảm cái thời gian thu hồi vốn, hoàn vốn của chúng ta. Rồi tiếp tục, đấy là phần nhân sự people, thì chúng ta sẽ cần phải tuyển dụng và đào tạo nhân sự các cái vị trí như là quản lý, pha chế, phục vụ và bảo vệ. Đấy, các cái quán lớn hoặc có chuỗi thì họ có thể có cần thêm các nhân viên khác, thí dụ như nhân viên marketing, nhân viên quản lý chuỗi, nhân viên phát triển thương hiệu, nhân viên quản lý hợp đồng, nhượng quyền kiểu kiểu đấy. Và tại các thành phố lớn thì chúng ta có thể thuê nhân viên theo giờ rất rẻ và hiệu quả. Thế còn các cái thành phố nhỏ hơn thì chúng ta ít có cơ hội để hơn, mặc dù thì vẫn có thể thuê được nhưng mà ít, bởi vì các thành phố lớn nó có lượng sinh viên, những người làm thêm rất là đông. Ví dụ như là nhân viên hành chính ban ngày đi làm, tối về có thể đi làm thêm ở một quán cà phê, một quán bar, đúng không? Rồi, tùy vào diện tích vị trí của quán để thuê cái lượng nhân viên số lượng cho phù hợp. Quán nhỏ thì chỉ cần một mình bà chủ vừa trông vừa pha chế vừa phục vụ thu tiền, coi như làm công ăn lương là xong. Quán lớn hoặc là mình xác định là đầu tư thì mình phải đi thuê, thậm chí là thuê cả quản lý nếu cần. Còn không thì chỉ cần thuê nhân viên thôi, còn đâu mình quản lý. Mình quản lý qua phần mềm camera, phần mềm bán hàng, phần mềm thu ngân, tiền cũng không nhận tiền mặt, bắt chuyển khoản hết. Ví dụ như thế. Mình phải kiểm soát về chi phí, về tiền lương và doanh thu. Bởi vì là cái việc mà thuê người nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí về tiền lương. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ đào tạo nhân sự và huấn luyện các quy trình. Nhìn chung là các quy trình nó cũng khá đơn giản và dễ. Có điều là chúng ta phải tập huấn nhân sự một chút và nhắc nhở nhân sự làm cái việc này. Còn về nhân sự thì cũng có liên quan đến vấn đề là có cổ đông hay không. Nếu mà cổ đông thì mấy người, ai làm gì, phân công nhau như nào, đóng góp bao tiền. Chúng ta có thể quản lý quy trình và quản lý nhân sự qua phần mềm, qua camera rất là tốt và các cái phản hồi của khách hàng. Tiếp tục, đây là cái quy trình phục vụ tại quán cà phê.
thì chúng ta phải xây dựng một số cái quy trình cơ bản như là quy trình phục vụ khách hàng tại bãi gửi xe, đỗ xe, quy trình chào hỏi khách hàng khi khách hàng bước vào cửa hàng, quy trình đặt món, gọi món, hay là quy trình quản lý kho, nhập kho, kho hàng, quản lý khách hàng, quản lý nhân viên, chiếu công như thế nào được không? Đấy, và tất cả những cái điều này đều phải rõ ràng, cụ thể và được đào tạo huấn luyện. Rồi, bước số 6 là chúng ta liên quan đến hoạt động truyền thông quảng bá, marketing. Đấy, theo marketing thì nó gọi là P3, xúc tiến bán. Thế thì nó gồm là truyền thông quảng cáo trước khai trương và bán ngày hàng ngày. Đấy, mở các cái chương trình quảng cáo để tìm đối tác, mở chuỗi. Đầu tiên là truyền thông trước khai trương. Có rất nhiều người mở quán cà phê nhưng mà không làm khai trương. Thì tôi nghĩ đấy là một điều không nên, và chúng ta cần phải đầu tư cho nó khai trương thật là tốt. Thật là tốt. Bởi vì cái hiệu ứng của cái sau cái buổi khai trương đấy nó trở thành cái khách quen cho mình rất nhiều. Thì mình nên làm truyền thông quảng cáo trước khai trương. Ví dụ như mình tạo page để đăng bài, mình có thể chạy quảng cáo Facebook ad trong bán kính từ 6 đến 8 km tính từ quán cà phê của chúng ta dự kiến mở. Thông điệp có thể là giảm giá khai trương, phong cách quán đẹp, bán thẻ ưu đãi cho khách hàng, tặng quà cho khách hàng nhân cái dịp hoặc là tuần lễ khai trương. Đấy. Rồi thì chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo Facebook, chạy quảng cáo Zalo, chạy Facebook trong khu vực, chạy Zalo trong cái mức độ quận huyện. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng các cái tiện ích phát tờ rơi. Tiện ích phát tờ rơi để làm gì? Để mà khách hàng người ta biết đến cái thông tin. Tờ rơi thì ở đây thì mình có thể thiết kế, xong đó mình đi phát tờ khổ A5 khoảng 5.000 người, xong thuê người đi phát xung quanh đấy. Có thể anh chị sẽ phản bác là tờ rơi không còn hiệu quả đâu thầy ơi. Thế nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là ít nhất người ta cũng đã đọc đến tên quán của mình một lần, địa chỉ và cái nhận diện của quán, phong cách của quán một lần rồi, thì người ta sẽ có cái xu hướng, người ta sẽ biết, sau đó người ta dễ chấp nhận cho những cái lần đến tiếp theo. Tôi thì tôi vẫn ủng hộ sử dụng phát tờ rơi một chút. Vâng. Đặc biệt là chúng ta tham gia một số các cái group, bao gồm Facebook group hoặc là Zalo group để đăng bài. Thí dụ như là quán cà phê mà chúng ta ở cạnh trường đại học thì chúng ta có thể vào các group của sinh viên của trường đại học đó. Cà phê ở chung cư thì chúng ta cũng đến group của chung cư để đăng bài, hoặc là xung quanh đó. Thì như vậy mình về văn phòng, về nhà của mình nó rất là tiện. Ok, tiếp tục này. Chúng ta nên treo biển ngày khai trương sớm, kể từ lúc mà mình thi công quán đã treo biển rồi. Đây là một cái mẹo rất là hay. Chúng ta cũng nên mời bạn bè, khách hàng, người quen trên Facebook, trên Zalo. Ví dụ như Facebook của bạn, bạn chịu khó mời khoảng 1.000 người thì chắc chắn là sẽ có khoảng 100 người sẽ đến với bạn lên ngày khai trương. Thì quán của bạn sẽ rất đông, và khi đó người ta đã biết đến quán, và sau đó thì người ta có thể hẹn hò, hoặc là người ta đi đâu qua đó người ta cũng có thể đến đấy. Nên cái ngày khai trương nó rất là quan trọng là vì vậy. Mời bạn bè offline, hội siêu xe, hội chơi xe, chơi đồ công nghệ, cho phát loa trước cửa nhà hàng trước 1 đến 2 tuần kể từ ngày sắp khai trương. Cũng nên chạy thử một tuần để pha chế, gọi món, thử đồ uống, v.v. thử tay nghề. Truyền thông quảng cáo hàng ngày mới là quan trọng, bởi vì khai trương xong rồi thì nó phải bán hàng hàng ngày. Thế thì chúng ta có những công cụ như là fanpage, Zalo, TikTok hoặc là hội nhóm, chương trình khuyến mại, trang trí lại cái cửa quán của mình hàng ngày để cho nó luôn tươi mới, duy trì sự mới mẻ. Thí dụ như cắm hoa tươi, dọn dẹp vệ sinh, thay tranh thay ảnh theo mùa,
cất bàn cất ghế theo mùa. Cái điều này thì tôi thấy cộng hay làm, các bạn có thể cân nhắc. Tiếp theo là Zalo thì chúng ta cũng có thể đăng bài hàng ngày và chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo 5% ngân sách. Facebook chúng ta có thể đăng bài hàng ngày và chạy quảng cáo khoảng 5 đến 10% ngân sách. Chạy làm gì? Chúng ta chạy trên bờ bãi để ấy thôi, để cho khách người ta biết đến quán của mình nhiều hơn và mình cũng có thêm khách ra khách vào, những khách mới. Nó tránh cái tình trạng là nó ảm đạm, đúng không? Rất nhiều người mở quán ra là không đủ khách và không biết làm thế nào, loay hoay khách cứ vắng cứ vắng cứ vắng. Cho nên cái ngày khai trương là rất là quan trọng để nó không bị vắng khách các bạn ạ. Và cái việc chúng ta đăng bài chạy quảng cáo thêm như này để duy trì, chạy video về món, chạy video về quán, không gian quán, chạy video bà chủ nhân sự đang nói về quán, vân vân, rất đẹp. Liên tục nghĩ ra các chương trình. Cà phê thì nó cũng không cần đòi hỏi nhiều, nó chỉ cần những cái chương trình offline, những cái chương trình khuyến mại giảm giá hoặc là tặng đồ ăn, tặng đồ uống nhẹ một chút, rất là hay. Thì nên nghĩ ra thêm. Hôm trước tôi dạy một cái lớp TikTok, trong lớp đấy có một bạn xinh lắm. Bạn nói là em mở quán cà phê, sau đó thì em cũng bị thua lỗ mất mấy trăm triệu. Mở cái quán, thuê cái quán 4 tầng, không có khách, không đủ khách. Thế thì xin thưa là một quán cà phê 4 tầng là rất khó, bởi vì người Việt người ta rất là ngại leo, thường leo đến 2 tầng thôi là người ta đã rất ngại rồi. Đó, thế nên là quán cà phê thực ra chỉ 2 tầng là đẹp, trừ khi quán đông lắm thì 3 tầng. Đó, và càng nhiều tầng thì chúng ta càng tốn nhân sự. Đó, sau đó thì khi mà chúng ta muốn nhượng quyền thì chúng ta có thể quảng cáo để tìm đối tác để mở chuỗi cùng với chúng ta, và chúng ta kiếm được tiền từ cái hoạt động nhượng quyền. Có phí nhượng quyền là chúng ta bán được cái nguyên liệu này, phí nhượng quyền cũng rất là tốt. Chúng ta có hợp đồng nhượng quyền, quy trình nhượng quyền, công thức đóng gói và nhân bản cho ngành bán lẻ, ngành F&B, quản lý cửa hàng và phát triển chuỗi, giúp cho các đơn vị khác người ta thành công. Đấy, cũng khảo sát đánh giá rất là kỹ lưỡng, giống như là tôi làm từ đầu đến giờ đối với một cái cửa hàng làm nhượng quyền đó. Và cuối cùng đấy là mục số 7, đấy là chúng ta xác định về các vấn đề về tài chính. Đấy, thì thứ nhất là xác định cái số tiền chúng ta cần đầu tư. Đấy, xác định bằng cách nào thì thứ nhất là chúng ta tính các khoản chi phí, ví dụ như tiền thuê mặt bằng mỗi tháng, tiền đặt cọc nhà 3 tháng hay 6 tháng, thường là chúng ta sẽ phải đặt 3 tháng đến 6 tháng. Hoặc là chúng ta cũng sẽ phải ký hợp đồng 2 đến 3 năm cho một mặt bằng, như vậy thì nó mới đủ cái thời gian để chúng ta hoàn gốc. Với những cái mặt bằng đắt tiền thì phải cả 2 đến 3 năm mới có thể hoàn gốc được, chứ 1 năm thì cũng khá là khó, cũng có thể đạt được nhưng mà cũng khó. Đấy, rồi tiền sửa chữa mặt bằng, tiền đầu tư trang thiết bị máy móc, nội thất, bàn ghế, vân vân. Đấy, như hôm trước tôi nói cái quán cà phê Aha học trò tôi nó mở là cả nhượng quyền, cả thuê mặt bằng, cả setup đủ thứ, nó bảo em mất 2 tỷ 8 thầy ạ. 2 tỷ 8, thế nhưng mà sau 12 tháng thì nó gỡ lại được hết. Thế thì bạn nói là mỗi một tháng thì lợi nhuận của em là khoảng 200 triệu, 200 triệu thì khoảng 12 tháng đã được 2 tỷ 4 rồi, 14 tháng là đủ 2 tỷ 8 tiền lãi dòng, tức là lợi nhuận của chúng ta là 200 triệu mỗi tháng, và sau 12 đến 14 tháng là đã lấy lại được 100% tiền gốc. Mặc dù đầu tư cũng rất là lớn nhưng mà lợi nhuận cao. Tiền lương nhân viên hàng tháng thì đây là một số những cái mức tiền lương tham khảo, ví dụ như nhân viên phục vụ, nhân viên pha chế, nhân viên quản lý cửa hàng, thu ngân, lao công, rồi thì bảo vệ. Nói chung là cái ngành này thì lương nhân viên khá là thấp. Đấy. Cửa hàng trưởng cũng chỉ chục triệu, 12 triệu là hết. Rồi các tiền chi phí khác như là tiền điện, tiền nước, tiền internet,
tiền đóng thuế, tiền gửi xe, rồi tiền này tiền nọ, một số cái tiền không có tên, an ninh trật tự, đổ rác không có tên, rồi thì những cái chi phí mua máy móc trang thiết bị đây. Đây là một số cái gợi ý về chi phí máy móc trang thiết bị. Tất nhiên thị trường thì nó rất là vô cùng, nó có rất nhiều mức chi phí. Ví dụ như một cái tủ lạnh 10 triệu thì cũng xong, nhưng một cái tủ lạnh có khi 40 triệu cũng chưa xong. Chi phí mua nguyên liệu hàng ngày, hàng tuần. Đấy, thì chúng ta quan trọng là chúng ta phải lên danh sách các chi phí chi tiết về các khoản phải chi. Các khoản phải chi từ ô tô cho đến các khoản phải chi này, từ mặt bằng cho đến nội thất, cho đến máy móc, cho đến chi phí nguyên liệu, cho đến marketing, nhân sự, khấu hao, đúng không? Đấy, rất nhiều các khoản chi phí đây. Marketing, khấu hao, sửa chữa, mua phần mềm, mua phần cứng. Thí dụ như là nó phải mua cái phần mềm mỗi tháng mất mấy trăm nghìn. Đấy, rồi cũng phải đi mua các cái thiết bị phần cứng. Máy quẹt thẻ, máy gì đấy, kiểu như thế. Ok. Đấy là các xác định được cái số tiền đầu tư. Từ việc xác định số tiền đầu tư xong thì chúng ta sẽ đi xác định doanh thu dự kiến và chi phí và lợi nhuận. Thì lên kế hoạch về doanh thu bằng cách là số người, số hóa đơn nhân với đơn giá trung bình, số khách hàng vân vân thì sẽ ra doanh thu. Sau đó thì trừ đi chi phí, biến đổi chi phí cố định, ra được cái lợi nhuận gộp, ra được cái lợi nhuận ròng. Đấy, lợi nhuận gộp thì khoảng 60-65%, lợi nhuận ròng khoảng 20-30%. Đấy, và để đạt điểm hòa vốn thì chúng ta xác định được chi phí và để tính được cái lợi nhuận của nó thì chúng ta chia nó ra. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ xác định điểm hòa vốn. Điểm hòa vốn là cái số tiền mà chúng ta sẽ phải bán trong ngày, trong tuần, trong tháng để tại cái số tiền đấy là chúng ta sẽ hòa doanh thu đủ bù đắp chi phí. Đấy, thì chúng ta tính ra doanh thu rồi. Đấy, xong rồi chúng ta tính theo lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng thì chúng ta sẽ tính ra được điểm hòa vốn thôi. Đấy, điểm hòa vốn rất là quan trọng vì nó sẽ xác định được việc là mở quán hay không mở, mở có thành công hay không. Và tại sao nó lại điểm hòa vốn nó lại cao như vậy? Chúng ta cần điều chỉnh cái gì trước khi chúng ta quyết định đầu tư? Được chưa ạ? Vâng, và chúng ta cũng cần tính toán lợi nhuận hàng tháng chi tiết và có thể phải chia đều cho các cổ đông nếu như chúng ta có cổ đông. Đấy. Rồi chúng ta xác định thời điểm thu hồi vốn, ví dụ như 12 tháng hay 18 tháng hay 24 tháng. Chẳng hạn những cái quán cà phê của học trò tôi nói thì 12 tháng là thu hồi vốn rồi. Hay quán phố hội đấy cũng 12 tháng là thu hồi vốn. Bởi vì nhà của chị chỉ đầu tư thêm một chút về cái đề co, cái máy móc, mua sắm các thứ thôi. Nó cũng mất cả trăm triệu, nhưng mà một tháng người ta cũng lời được mấy chục triệu. Đấy, ở tỉnh lời được mấy chục triệu. Ở Hà Nội thì những quán đẹp thì có thể lời được cả trăm triệu. Ở hội Sài Gòn những quán đẹp cũng lời được cả trăm triệu. Nhưng thường thường thì khoảng 5-70 là khả thi. 5-70 là khả thi. Ở tỉnh thì chắc khoảng 3-50, 3-50, hoặc là cao hơn một số quán đông diện tích lớn để lên đến trăm triệu, hàng trăm triệu là có. Nó dựa trên là cái diện tích đầu tư, cái diện tích, cái quy mô. Ok. Và tính toán về dòng tiền. Đấy, doanh thu hàng ngày như nào, tiền chi ra hàng ngày như nào. Đấy, và cần phải xem là cái dòng tiền hoạt động trong 3 tháng, 6 tháng, 1 năm nếu như mà có nguy cơ bị thua lỗ hoặc là không bù đắp được chi phí thì chúng ta phải có tiền để bù vào cho đến khi nó đạt điểm hòa vốn. Ví dụ 3 tháng hay 6 tháng nó mới đạt điểm hòa vốn, chứ không phải là tháng trước tháng sau nó đã hòa vốn ngay thì tuyệt vời quá. Đấy. Thì trên đây là toàn bộ 7 cái nội dung từ 1 đến 7, trong từng cái nội dung thì tôi chia nhỏ nó ra để lập một cái bản kế hoạch và bản kinh doanh để mà mở một cái quán cà phê, mở một quán cà phê. Vâng, người viết và trình bày là Nguyễn Phát Anh, là tôi, là giảng viên đại học của trường thương mại. Tôi là giảng viên giảng dạy từ năm 2008 đến nay.
vẫn đang là giảng viên. Tôi là một chuyên gia tư vấn và đào tạo, có công ty riêng về đào tạo và triển khai các hoạt động về kinh doanh và marketing, đặc biệt là digital marketing. Tên công ty là PA Marketing và số điện thoại của tôi đây ạ, 0989 623 888, số này cũng có Zalo luôn. Facebook của tôi là facebook.com/phanonline. Nếu các bạn nhắn tin vào cái này thì các bạn không thấy trả lời, chứng tỏ nó rơi vào spam, các bạn phải lên spam để tôi mở. Nhiều khi tôi cũng hay quên. Email là phanonline@gmail.com. Vâng. Như vậy tôi vừa hoàn thành cái video hướng dẫn cho các anh chị cách thức lập kế hoạch kinh doanh hay là mở quán cà phê. Hy vọng là đã giúp ích cho các anh chị ít nhiều. Và nếu các anh chị thấy hay thì hãy bấm like, bấm share, chia sẻ cái video này. Các anh chị có cần bất kỳ cái yêu cầu nào thì có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn đào tạo, tư vấn hoặc là chuyển giao công nghệ, cũng như là giúp cho các anh chị các bạn kinh doanh thành công hơn, bán được nhiều hàng hơn. Xin chào.